Chào tất cả mọi người và các bạn. Hôm nay trở lại với kênh Toàn Đổ Vlog 79. Mình sẽ hướng dẫn cho tất cả mọi người xem là sửa một máy tắm nước nóng National nha. Máy này thì cái chế độ nó nhiều máy cơ thôi, nhưng mà nó nhìn như công tắc nó rồi điện đài nó rườm rà, nhưng mà thực chất ra nó cũng nguyên lý như nhau thôi. Nhưng máy này thì mình nói với mọi người rằng là chỉ cái nước mạnh nó mới xài được nha, vì nó không có cảm biến 500 từ mà nó xài qua cái màn siêu để đẩy công tắc nha. Thì cái đây là cái nút bấm mở điện nguồn của nó nè, và cái nút đây cũng là vừa nút bấm mở nguồn mà vừa bấm để nước vô luôn nè. Nước này là volume nước nha, vậy là volume nóng mạnh nóng yếu nè. Thì trường hợp này là khách người ta báo lại rằng là cái máy này ấn cái nút này thì lúc có nguồn lúc không nguồn, lúc lên đèn lúc không lên đèn, và lúc nước vô và nước không vô. Mình thử bây giờ mình sẽ tháo máy ra hướng dẫn cùng mọi người tham khảo sửa nha. Thì cái cách đầu tiên thì mọi người cũng nên tháo bắt cái gắn cái bóng đèn như mình rồi nha, gắn bóng đèn trước nè. Một đầu bóng đèn sẽ vào đó, mọi người quăng bắt như mình nha, tháo cái dây của cái này ra bắt vào dây bóng đèn, còn đầu vô bắt qua bên kia của trở, đừng gắn vô trực tiếp vô trở nha mọi người. Đây, ngoài dây nguồn thì bắt vô cái công tắc CV trong này, nó có công tắc CV này. Mình cũng xin giới thiệu sơ qua cho tất cả mọi người các bạn xem được cái máy này nha. Máy này thì không những ở ngoài người ta có bắt cái app tomat rồi, nhưng mà trong máy nó có một cái app tomat này. À, mọi người xem là cái app tomat riêng nha nè, trong máy đó. Và cái đây cái nút đây nè là nút nhấn vừa mở nguồn vừa đồng thời là mở nguồn, mà kéo cái thằng này lên nè, mở lên cái chốt nó đóng nó mở lên gì nè, nó vừa mở nguồn mà nó gài luôn thằng này để cho nước nước vào cái đường này chạy qua này, qua tới cái volume này, volume nước này nè. Thì mọi người nhìn cái volume này đã là cái mức nước tăng mạnh nhẹ nè, xong nó có một cái công tắc ngay đây nè đó, ngay đây nó có một cái siêu phốt á, nước nó sẽ đẩy cái công tắc này lên, nó nhập và nước nó sẽ đẩy công tắc lên nè, nhập. Mọi người xem nó nhảy, nó nhập và nó nhập điện, mình sẽ có điện lên này. Còn cái đây là volume là tăng nóng biết trong nhiều nha. Thì hiện tại bây giờ đang thử cho mọi người xem gam điện thử rồi, tại sự khách báo là bấm lúc điện lúc không mà nước lúc vô lúc không nha, thử cho mọi người xem nha. Rồi bây giờ mình gắn điện mình thử nha, đây là cái công tắc nút nhấn nha mọi người, nhấn xuống là vừa đồng thời vừa nhấn nút mở điện mà vừa ấy luôn đó. Rồi mọi người thấy nó có đèn nè, nó cái đèn xanh nha, không sáng. Thì bây giờ tiếp theo mình có đèn xanh không sáng là mình tại này không có nước mà mình sẽ dùng cái đây là mình đóng công tắc lại nè, đó điện tắt đi nha. Rồi rồi nó có sáng, người thấy không, đó là nước nó vô nó mạnh là nó đẩy công tắc ra, trong này nó có một cái siêu nó đẩy cái công tắc ra để mà nó sáng đèn. Bây giờ mình thả thứ này đây, ồ cái này đáng lẽ là công tắc đây nè bấm xuống nó đè là nó có cái một cái chốt móc này nó giữ lại luôn, là cái chốt nó giữ lại luôn, giữ là nó sẽ kéo thằng này lên để nước nó qua luôn. Nhưng mà giờ thằng này bị tuôn rồi nha mọi người, khách báo đúng chứ không sai đâu, nó tuôn nè đó, mọi người thấy nó thả nó nhấp nhẽ nè, nó không có ăn được nè. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách làm nha. Rồi mọi người nhìn xem nha, cái đây nè mọi người không cần mua thay đâu nha, mình hướng dẫn mọi người là bây giờ con tắc nó nhiều, đây nó cũng có một cái con áp tomat tắt rồi, mình cũng không cần cái thằng này đâu. Cái này là mình sẽ bỏ đâu rồi đét nha mọi người, đâu rét lại luôn, bỏ công tắc này luôn. Còn cái thằng này thì mình sẽ trên cho nó cao lên như nè, để cho nó nước nó qua luôn, bỏ công tắc này nha mọi người. Tại vì cái thằng này nước đóng thì nói chung là dưới này là mình có lại cái khó rồi. Cái máy nước nóng nào thì nó cũng có một cái van robinet này nha mọi người. Nhưng mà cái này mình có rồi, mình không cần cái thằng này đâu, mình khó bằng này thôi nha. Đó, bỏ độ bỏ hết. Tại cái này cũng tắt cái rùm rè nhiều quá, bây giờ mình phải bỏ bớt, không cần thay đâu.
đấu rồi rét lại bỏ, xài tốt bình thường siêu bền luôn. Mọi người nhìn trong này nó có một cái khóa điện nha, công tắc điện nha, khi mình đóng gì là nó dính cái móc ra, nó kéo cái cần này luôn mà đóng điện luôn. Bây giờ cái này bị lờn chuông rồi, mình chỉ rút cái thằng này rồi, trắng đâu thì trắng nha, cặp trắng đâu thì cặp trắng nè, rồi trắng đâu thì trắng, đèn đâu thì đèn nha, mình đóng lại công tắc bỏ rồi rét luôn á, không cần thiết ở đâu, mình đi sử dụng qua cái automatic này được rồi nha mọi người. Trắng đấu thì trắng nha mọi người, đấu lại bỏ luôn không thiết đâu, rồi đen đấu thì đen nha mọi người, cắt đấu đè lại nha, không có bỏ loãng tắt không cần thiết đâu, thì công tắc này mày nó quá nhiều rồi, dùng sử dụng qua cái automatic là được rồi, này nó làm nó dư thừa chứ không được gì đâu, bỏ hết không cần mua đâu. Không cần thay cái mới đâu nha, mà thay cái mới cái này loại này mà thay cái mới cũng tìm mua không có đâu nha mọi người. Mọi người nhìn thấy đen đấu thì đen, trắng đấu thì đoán trắng nha, bỏ đi bỏ công tắc đi không thiết đâu, công tắc này nó rầm rè nó nhiều quá rồi, không cần mua mới để thay đâu, mà mua mới cũng không có, mình chỉ hướng dẫn là độ bỏ luôn công tắc luôn, xài qua chỉ cái khởi động từ thì thôi, cái automatic CP này thôi nha. Rồi mọi người cắt đấu gì nha, đấu gì mình là đây là công tắc có trong của nó nè, nhìn công tắc nè, đó công tắc điện nè, hư rồi nha mọi người, bỏ đây không cần thiết đâu nha. Bây giờ còn cái quan nước này nha mọi người, cái quan nước này nè, thay vì cái này cái rò le nó nhập nó dính gì luôn á, thì nó hở thằng này đã nước chảy qua nha, còn nó bung lên gì nó đóng nước lại nha mọi người. Thì mọi người dễ thôi, đơn giản thôi, mọi người tìm một cái gì đó trên này kéo cần lên để cho nước nó chảy qua, chẳng hạn như mình sẽ cắt, mình sẽ cắt cái lót cái này lên nè cho nó cứng luôn nè nha mọi người, cứng lót trên nó cao để cho khi được nước vô qua này luôn nha. Rồi mọi người nhớ là cắt cái con tắc kê nhựa nha, chim lót này cho nó kéo thằng này nó cao để cho cái nước nó qua đây nha mọi người, nước ở đây là nó ra nè, mọi người chỉ dùng cái khó cái này thôi nha, khó mở cái này thôi nha, khi mà muốn xài sử dụng là mình chỉ cần bật cái này lên, đóng này lên và mở nước này là nước nó qua đây nè, mình kéo lên rồi nha mọi người, trên vô gì thôi không có gì hết. Rồi bây giờ lên nha, bữa mấy mình độ chế cái này nó hoạt động tốt rồi nha, đôi lúc bây giờ như mình hư mấy cái này còn thiết đi mua đồ tốn kém mà nó không có, bây giờ mình thử cho mọi người xem nè. Bây giờ mình sẽ dùng cái thuật vít mình đẩy cái rò le đây nha mọi người, để rò le này, tại rò le đây là phải có nước nha, cái nước nó bung nó mới bung cái siêu trong này nó đẩy công tắc điện nha. Mình sẽ nạy cái rò le mình thử cho mọi người xem nè, tại cái này nó không xài cảm biến này. Bây giờ người nhìn nha, bây giờ mình loạt điện nè. Rồi ok, đây là cái volume nước nha mọi người, đây là volume lớn nhỏ nè. Người xem nè, đó, thấy chưa, thử khi mà cái trường hợp cái máy national mà nó hư trường hợp này á, mọi người cũng không có vội vàng để mua cái con tắc để thay đâu, mà con tắc này là không có đâu, mà giờ nhà sản xuất người ta làm nhiều quá thì bây giờ con tắc rườm rà lắm, mình sử dụng qua hàng ngày thôi nè, đó, mình sử dụng qua hàng ngày thôi nha mọi người, đó sử dụng mở qua thằng ngày thôi nha nè, đó sử dụng mở qua ngày thôi, con này đứng yên luôn không biết, còn cái này mình đi chêm với lông đền gì là nó nước nó qua ngày nó mạnh thôi, khó bằng cái đường cái quan nước ở ngoài này nha. Còn tắt là tắt bằng hàng ngày nè, đó đóng mở nè, tắt nè, rồi bộ liêm nước nè, bộ liêm lớn nhỏ nè, đó mọi người thấy không, đèn lớn nhỏ nè, tốt, đây là cái bộ liêm nước mạnh yếu nha mọi người, đây bộ liêm lớn nhỏ. Rồi clip hôm nay cũng đến đây chấm dứt, cũng kết thúc, mình cũng mọi người cảm thấy hay hãy bấm cho mình một đăng ký kênh và like chia sẻ mình để có động lực làm những cái clip mới nha mọi người. Rồi chào tất cả mọi người và các bạn.